Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Nhận được những điều mà các đầy tớ của Chúa chia sẻ, tôi cảm thấy thực sự là được thôi thúc. Từ sáng đến giờ thôi, mới chỉ từ sáng đến giờ mà đấy là còn âm thanh hỏng đấy nhá. Nếu mà âm thanh nó không hỏng thì giờ này chắc tan vỡ rồi. Chúng ta sẽ đi ra ngoài kia và ngay lập tức, bây giờ chỉ muốn ngay lập tức đi ra ngoài kia để làm một cái gì đó. Cảm ơn Chúa được thôi thúc từ bài giảng của đầy tớ Chúa, một bộ xương khô dám nói lời tiên tri sẽ trở thành một đội quân sống động. Trở thành một đội quân sống động, vậy mà tại sao từ ngày đó đến giờ mỗi lần nhìn thấy chuyện này thì ngay lập tức không nói lời tiên tri mà đi nói chuyện tiêu cực. Tôi không hiểu sao người ta thích nói chuyện xấu thế chứ. Nói những câu chuyện thuộc về xác thịt thế chứ. Cho nên là rồi mục sư Lê Mạnh Cường đã kết thúc bằng lời hướng dẫn cầu nguyện là xin hãy hứa từ nay sẽ chỉ nói chuyện tiên tri và đầy rẫy Đức Thánh Linh. Nhưng mà rồi tôi biết trong các đại biểu đây kiểu gì cũng có đại biểu sai lời hứa. Cái xu hướng của nó thật tệ. Mà tôi thật ra là tôi để ý điều này, bởi vì chúng ta đang nói về hãy đi khắp thế gian để giảng tin lành. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là có không mà giảng. Hay giảng tin lành chỉ là một phần, còn giảng tin dữ thì vài phần. Bởi vì sao? Bởi vì đong đầy những thứ thật sự là không nên đong. Tôi có một cái kinh nghiệm thế này và tôi quan sát. Tôi có một cái kinh nghiệm thực sự là thấy nó rõ ràng trong thực tiễn của cuộc sống. Tôi thấy ai đó mà khen ai ấy, thì trong một khoảng thời gian rất ngắn tính bằng câu. Chẳng hạn như là chúng tôi rất là hâm mộ Mục sư Song giảng hay. Đấy là một người mà tôi nhận được nhiều điều này điều kia. Chúng tôi ngồi và tôi nhớ là có ông nào mà nói hay nhất về Mục sư Song thì cũng chỉ được 5 phút, xin lỗi Mục sư Song, không hơn. Nhưng mà nói xấu thì hết giờ này sang giờ khác, về nhà ăn cơm lại ra nói xấu tiếp. Từ bao giờ cái xu hướng nói xấu thì người ta lại thích nghe hơn là nói về điều tốt đẹp? Và tôi thấy nó là một thực tế. Người ta ghét nhau, người ta sẽ nói xấu về nhau mà nói hết ngày này qua ngày khác, nói chán ở trực tiếp rồi bắt đầu về nhà điện thoại nói tiếp. Và sao không hiểu sao chuyện đấy nó không chán? Cảm ơn Chúa. Nếu cứ vậy thì tin lành ở đâu ra mà ra đi? Nếu có vươn ra đi chăng nữa thì đem tin gì ấy chứ chưa chắc đã phải là tin lành. Vậy nên bản chất của mỗi chúng ta hãy tin này. Kinh Thánh đây là lời của Chúa và đây là chính từ miệng Chúa Giêsu phán. Hãy đi khắp thế gian để giảng tin lành. Có ba thứ ở đây tôi cảm ơn Chúa để nói với mọi người rằng hãy đi là một hành động. Đi đâu? Đi khắp thế gian, đi đến cái nơi mà Chúa chọn. Để làm gì? Để giảng tin lành. Sáng mục sư Xuân Hoàng có nói từng giáo hạt một. Anh em Hà Nội ơi, anh em Mê Công ơi, tất cả mọi anh mà vừa quên chưa nói, Liên Hiệp Truyền Giáo ơi. Hãy đi khắp thế gian. Chán chưa? Nghe đã không muốn đi rồi. Biết ngay là nghe kiểu này là chưa chắc đã muốn đi đâu. Tạ ơn Chúa. Điều này thật tuyệt vời. Nếu chúng ta không ra đi thì sẽ không có một cộng đồng được biến đổi. Nếu chúng ta không chịu ra đi thì không có cộng đồng nào được biến đổi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta đi ở đây là từ tiếng phán của Chúa. Không phải bắt chiếc. Không phải là bởi mục sư quản nhiệm của mình bảo mình đi. Nhưng mà đây là chính Chúa đã nói mình đi. Và tôi thường thấy có một sự thật là khi Chúa đã kêu gọi mình bước đi thì chắc chắn Chúa có cơ sở và Chúa có trang bị. Nhưng tôi thích cái câu nói là phải đi với một ngọn lửa trong lòng. Không phải đi là vì bắt chước. Không phải đi là vì thấy người khác làm thế nên mình cũng bắt chước để làm thế. Không phải đi vì nhu cầu của xã hội đang có xu hướng là chuộng điều đấy nên phải làm thế. Tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều vì nếu ai làm việc với một ngọn lửa ở trong lòng nó khác hẳn. Một mục sư đang phục vụ Chúa với một ngọn lửa ở trong lòng khác với một người làm nghề mục sư.
Bởi vì ngày hôm nay thú thật là cũng có người phục vụ Chúa bằng một ngọn lửa nóng cháy ở trong lòng, nhưng cũng có người phục vụ Chúa bằng cái nghề. Mục sư Nhẫn đã dẫn đầu chúng tôi đến hội nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ để gặp gỡ, để trao đổi, để đưa ra ý kiến, để đưa ra cái ngọn lửa trong lòng của chúng tôi. Tất cả chúng tôi nói nó một sự cháy bỏng, lòng yêu và đam mê cái cộng đồng của mình. Nhưng tôi phải thú thật là chưa chắc những là nhà làm việc chức trách, những người ngồi ở vị trí đó đã đam mê và cháy bỏng cho cái cộng đồng này. Nên tôi phải nói thú thật là chưa phải, không phải cái người nghiện nào cũng làm việc, người nào trong chức vụ giúp đỡ người nghiện cũng yêu người nghiện đâu. Không phải là người nào bước ra truyền giáo cũng đều đam mê truyền giáo đâu. Và tôi thấy là chúng ta làm việc như vậy thì không ổn. Bởi vì ở đây chúng ta phải tin rằng đây là chính Chúa phán. Chúng ta hãy đi khắp thế gian để đem một ngọn lửa. Một ngọn lửa đấy không phải là chúng ta tự có, mà có một Đức Chúa Trời đã đặt vào trong trái tim của mình. Tôi biết những người có ngọn lửa đấy, nhưng mà vì tình huống nào đó, vì lý do nào đó, vì hoàn cảnh nào đó, hoặc là vì câu nói nào đó đã không dám bước đi với ngọn lửa của mình. Tôi là người như vậy. Tôi rõ ràng là được Chúa phán là hãy bước đi ra ngoài, hãy chăn chiên ta, hãy giúp đỡ đỡ cộng đồng của ngươi. Đó là một cái cộng đồng mà phải lớn lên từ nghiện ngập nghèo thiếu và yếu thế. Tôi bảo Chúa thông cảm. Kiểu gì thì kiểu phải ổn định kinh tế, tài chính và tất cả vợ hiền con ngoan thì mọi thứ mới tiếp tục. Tôi đã khước từ sự kêu gọi. Bởi vì sao? Bởi vì thú thật ngày hôm nay tôi phải thú thật với mọi người là tôi hầu việc tôi sợ nghèo lắm. Không có bất kỳ một thứ gì để đảm bảo cả. Mà cái thời tôi tin Chúa, các mục sư thì thú thật xin lỗi là trông cũng hơi nhếch nhác. Tôi thích làm người, làm doanh nhân để dâng hiến cho các mục sư hơn. Và nghe điều này có vẻ như là đúng, nhưng không hẳn đúng. Tôi cố gắng trở lại trường đại học, nỗ lực cực kỳ, rồi ra đi làm, nhưng lòng tôi khắc khoải, rất là thương nhớ và yêu mến hội thánh và anh em. Tôi có một ngọn lửa trong lòng của mọi người mà tôi không biết. Tôi lại đi làm theo cái mà mình cho là phải, và nó là xu hướng được yêu chuộng của xã hội. Nếu có ai hỏi mày bây giờ làm gì, tôi sẽ rất tự hào là tôi là doanh nhân. Nhưng mà bây giờ thì nếu ai đó hỏi bây giờ làm gì, tôi rất ngại để nói tôi hầu việc Chúa. Nó hầu việc Chúa là cái gì? Bởi vì không phải ai cũng hiểu chữ này. Đồng ý với tôi không ạ? Rồi ở ngoài kia người ta sẽ nói thu nhập bao nhiêu? Thu nhập bằng đức tin. Người ta lại càng không hiểu nữa. Người ta không hiểu, và đến bây giờ tôi cũng không biết phải giải thích thế nào luôn ý. Tôi đề nghị ban thường vụ cho chúng tôi một sự tư vấn. Amen. Không hiểu mà mình nói mà mình còn không hiểu thì mình giải thích làm sao được. Nên tôi sợ lắm. Tôi mà chủ động vươn ra giống mục sư Thế Trung bảo ấy, phải mà vươn ra với các bạn bè của mình. Tôi đến gặp bạn họp lớp, nó hỏi Trung ơi bây giờ mày làm gì? Tao hầu việc Chúa. Giờ đó tao không hiểu hầu việc Chúa, nhưng mà lương mày bao nhiêu tháng? Đức tin. Thế là tôi thấy chúng nó xì xào nhau. Thằng này chắc dở hơi rồi. Tôi thú thật là vươn ra có những giá phải trả. Thật sự là phải có cái giá phải trả. Và là một người có ngọn lửa trong lòng, nó khác biệt lắm. Nó khác biệt vô cùng, nó khác người lắm. Và chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt đó. Có những cái khác biệt rất đáng tự hào, nhưng có những cái khác biệt phải nói là làm cho mọi người đều khó hiểu. Tôi biết là các mục sư ấp ủ rất nhiều điều muốn nói trong suốt cả cái kỳ Covid kéo dài. Nhưng các mục sư lãnh đạo đã thật sự là ưu ái chúng tôi để cho chúng tôi được nói lòng của mình. Tôi muốn cảm ơn rất nhiều đến các mục sư lãnh đạo của mình đã vươn ra để cộng đồng miền Bắc, gồm giáo hạt Hà Nội, giáo hạt Bắc Hà, Hải Phòng và Thanh Hóa của chúng tôi có được ngày hôm nay.
Tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều vì đầy tớ của Chúa đó là những năm mà mục sư Sang bằng tuổi tôi, khoảng khoảng vậy, đã để lại các con ở nhà. Và hôm đó cũng trong một cái kỳ hội nghị, tôi nhớ ai tâm nó đứng ở đây và nói: con đã từng trách bố vì tuổi con đã lớn lên mà con không có bố ở bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy các anh, con đã thực sự cảm thấy thỏa lòng. Và nếu như được lặp lại là bố có đi không, con vẫn gạt nước mắt để nói rằng xin bố hãy ra miền Bắc. Chúng tôi xúc động vô cùng, cảm ơn má Thu rất nhiều. Vì một người đã đam mê truyền giáo bởi một ngọn lửa ở trong lòng mình. Tôi muốn nói là đam mê truyền giáo với một ngọn lửa trong lòng mình có nhiều kỷ niệm buồn cười lắm. Tôi mới nóng cháy với Chúa. Và bức tranh của Chúa với tôi về một hội thánh đó là những người thánh khiết tuyệt vời. Và những người có bộ vest như thế này. Má dẫn tôi đến một nơi. Tối nay đi với má một bữa sinh nhật. Tôi háo hức đi. Rồi đi cùng với má là một sinh viên trường Kinh Thánh. Tôi và một người nữa. Tối hôm đấy đến quán karaoke. Trời ơi, cái mùi khói bay. Rồi nhạc sập sình, đèn lấp lánh. Tôi nghĩ trong đầu, bà này đưa mình đi đâu thế này? Rồi càng vào sâu thì cái cảm giác mình vừa rời khỏi nơi đấy mà. Nó cái cảm giác nó rùng rợn. Nhưng mà tôi muốn cố ý để hiểu người đầy tớ Chúa này đang đưa tôi đi đâu. Rồi dẫn tôi vào một cái phòng hát karaoke. Bước vào một cái phòng thì mùi ô uế nó sắc lên, khói bay đi ngút và đèn mờ ảo ảo. Mở cái cửa ra, cái hai đứa đồng tính luyến ái đang quan hệ với nhau chỗ này. Hai đứa đang uống rượu say sưa chỗ này, lập lờ trong cái toilet. Hai đứa đang chích ma túy cho nhau, máu me chảy đầy trong đây. Tôi bảo hầu việc Chúa cơ mà. Thế rồi tôi cố để xem là chuyện gì xảy ra. Rồi sau những sự say khướt lả lướt của một vài người thì tất cả mọi người đang quây quần bên cái màn hình hát karaoke. Rồi tôi lại thấy má đăng ký hát. Sao chưa thấy hồi âm? Vẫn nhớ đấy má nhé. Nếu cần hội nghị có cho má hát lại không? Nhưng mà bà hát bài đấy hay thật. Như tôi nhớ câu cuối bởi vì tôi thích bài hát đấy. Mỏi mòn đợi hồi âm, thềm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương ai ngập lòng. Xến chưa? Và rồi sau đấy thì bà chụp được cái mic. Bà nói: má đã có một cuộc đời như thế, mỏi mòn đợi người đàn ông trở về. Và đó là một lời làm chứng kỳ diệu nhất từ xưa đến nay trong cả cuộc đời truyền giáo của tôi. Rồi má làm chứng trong nước mắt. Mấy đứa giang hồ ngồi đang sống trong cái cảnh thác loạn, bỗng dưng chúng nó trùng lại. Chúng nó trùng lại bởi vì đâu đó trong mỗi trái tim của chúng nó có một tiếng yêu đã được dấy lên. Tôi nhớ cái khuôn mặt của từng đứa một. Trong ánh đèn tôi vẫn thấy nước mắt chúng nó chan xuống. Và rồi má là người đá bóng rất giỏi. Má lật quả micro sang cho tôi. Sau đây chúng ta hãy cùng thờ phượng với anh Đức Trung nhé. Phong độ đến giờ vẫn còn nguyên. Và tôi biết là bây giờ mục sư Sang là cầu thủ chuyền bóng tiếp theo. Thế rồi hôm đấy thì tôi đã dẫn cả nhóm từ hát karaoke chuyển thành thờ phượng Chúa. Và ngày hôm nay trong đám thác loạn đấy đã có những người trở thành lãnh đạo hội thánh địa phương. Nên hầu việc Chúa bằng một ngọn lửa nó có sự khác biệt vô cùng. Ý tôi là chúng ta đừng làm giống Ma Thu nhé. Đừng làm, sợ không ra được đâu. Nhưng thật lòng mà nói thì khám phá ra được những giá trị tuyệt vời đấy. Và vươn ra, tôi nghĩ thế này. Kể từ khi vươn ra thì tôi lại thấy mình được nhiều hơn là phải mất.
Kể từ lúc mà mình vươn ra, mình mới thấy giá trị của cuộc đời, mình mới thấy ánh sáng của cuộc sống, và mình mới thấy ý nghĩa trong mỗi cuộc sống, trong mỗi giây phút của cuộc đời mình. Tôi nghĩ rằng nếu không vươn ra thì ngày hôm nay tôi trở thành người thế nào nhỉ? Tôi nghĩ chắc chắn gì thì không biết. Có thể là nghiện ma túy, có thể là trở thành những kẻ sống rất là thác loạn. Nhưng chắc chắn có một điều là nếu không vươn ra thì tôi sẽ trở thành người ích kỷ. Và giống như là nếu không biết cho đi thì sẽ trở thành một cuộc đời vô nghĩa. Nên tôi nghĩ vươn ra không phải là để cho người mà là cho mình. Vươn ra ngoài kia vì một cộng đồng, bằng một ngọn lửa trong trái tim của mình. Hãy nhớ Kinh Thánh Chúa nói hãy đi, nhưng phải hãy đi với một ngọn lửa, chứ đừng đi với một cái gì đó bắt chước. Và hãy đi để vươn ra ngoài kia, hãy vươn ra cái nơi mà Chúa đã chọn mình. Và tại nơi đó sẽ làm cho mọi người trở nên sống động. Tôi nhớ từ ngày mà tôi bắt đầu có đức tin nơi Chúa, tôi thực sự là thích vươn ra. Tôi vươn ra với đám bạn hết, tất cả bạn này bạn kia hết. Mục sư Thế Trung lúc nãy là ông ấy nói là ông đi tìm những người bạn, và bây giờ thì ông thấy là ông ấy chậm lại những cái quá trình đi truyền giáo cho những người bạn. Nhưng ông Pháp không phát hiện ra lại là những người bạn của ông ấy truyền giáo hết rồi, hoặc là đi tù hết rồi. Tôi cũng đã nỗ lực như mục sư Thế Trung mà tôi cũng đi tìm bạn, nhưng mà hỏi thăm đứa nào thì đứa thì chết, đứa thì nghiện, đứa thì đi tù, còn một vài đứa là mục sư. Và cảm ơn Chúa rất là nhiều vì khi vươn ra tôi thấy nó có điều đẹp đẽ cho chính bản thân. Nên ở đây tôi nghĩ là tôi khích lệ tất cả mọi thành viên trong hội thánh hãy vươn ra. Và câu hỏi mà tôi muốn hỏi đến là đã bao lâu rồi quý vị không nghĩ đến chuyện vươn ra, và hội thánh địa phương của chúng ta không nghĩ đến chuyện vươn ra, và vươn ra với cái gì và cho ai, ở đâu? Tôi bắt đầu tin Chúa, tôi bắt đầu vươn ra cho cái cộng đồng của mình. Lần đầu tiên tôi đi truyền giáo, nói khó vô cùng, không biết nói cái gì, nói liên tha liên thiên, rồi nói nhiều thành quen. Rồi không phải là vì khả năng ăn nói của mình, nhưng vì có một ngọn lửa ở đây này. Tôi nhìn những người mẹ như mẹ mình, nó có một nỗi đau, nó thật sự là mình cảm nhận được. Tôi nhìn thấy những người nghiện ngập, tôi thật sự là thấy mình cảm nhận được. Và không phải là mình muốn là người anh hùng, không phải là mình muốn được trở thành một ngôi sao hoặc là một mạnh thường quân gì đó, không. Vì đơn giản tôi hiểu được nỗi tổn thương và đau đớn của họ. Nó ra đi với một ngọn lửa. Rồi Chúa đưa tôi trở thành một người giải cứu, giúp đỡ cho những người này. Tôi nhớ mãi là hồi đấy tôi đi học trường đại học, và đến cái trường học đấy tôi là đứa có lẽ là già nhất của trường. Nhưng mà lúc nào hai bàn cuối cùng của tôi cũng là nơi để tất cả những đám bạn sinh viên hỏi về Chúa, và nơi đấy giống như một cái nơi học giáo lý của mình. Tôi trở lại công ty, vào mỗi ngày thì họ, một nhóm bên này thì chơi bài, còn nhóm bên này đối với tôi thì nơi đó là nơi tôi kể về Chúa cho những người bạn cùng công ty nghe. Và đối với tôi thì đó là cộng đồng, và đó là nơi Chúa đã chọn cho mình. Không biết là quý vị nghĩ sao, nơi quý vị đã từng qua và nơi mà Chúa đã đặt cho quý vị, liệu những người ở bên cạnh đã từng nghe về tin lành mà quý vị đã giao giảng cho họ chưa? Và đã bao lâu rồi, tôi nghĩ là đã bao lâu rồi hội thánh địa phương của mình không vươn ra. Lần gần đây nhất khi vươn ra, tôi đưa cả hội thánh vươn ra ở khắp các cái vùng biên giới phía Bắc. Thật ra là một cái trái tim của tôi như bị xé toạc ra, bởi vì một cái cộng đồng, người ta nói là cả bản này đã nghiện ma túy. Cả bản, bố nghiện, mẹ nghiện, em trai nghiện, anh nghiện, con gái nghiện, hàng xóm, tất cả mọi thứ đều nghiện ma túy. Bởi vì cái vùng này tôi nghiên cứu thì tôi biết là từ hồi Từ Hy Thái Hậu là bà đã là người buôn ma túy sang Vương quốc Anh. Rồi tất cả các cái vùng đấy đều là trồng ma túy để xuất khẩu. Thế rồi người ta sử dụng ma túy như là chúng ta ăn rau ấy, chứ không phải là ở đây là những người mà lưu manh trộm cướp mới nghiện. Nên là từ năm đó đến những năm gần đây, chính phủ đóng cửa là làm rất nhiều việc đối với việc là ngăn chặn việc trồng cây thuốc viện mà chúng ta đã xem trên TV. Nhưng mà thực ra là nói đến bây giờ nó vẫn dai dẳng, cho nên là cả dòng họ nghiện và cả bản nghiện là chuyện bình thường. Nhưng tôi nghĩ là
nếu có giải cứu được một ông ở đây ấy, thì nó quay trở về nó cũng vẫn nghiện. Và tôi nhớ đến câu chuyện mà chúng ta nhớ đến câu chuyện của Xin Suối Hồ, từ một cái đài nguồn sống. Thế mà mục sư Hãng A Xà, ông đã cùng với một vài thanh niên đi vào rừng để tự cai. Sau đó thì ông ấy quay trở lại và ông ấy bắt đầu tạo nên một cộng đồng, một cộng đồng được biến đổi. Và giờ đây thì chúng ta biết đấy, nơi đấy là nơi thường có những sự viếng thăm của các quan chức chính phủ đến tại nơi đó để xem một mô hình của những người mà đã từng lầm lỡ, nay trở thành một khu du lịch rất nổi tiếng. Vậy là điều gì đã thay đổi một cộng đồng? Tôi đang muốn học điều này. Tôi muốn học là phải có một cái gì đấy, phải có một ai đấy phải đưa ra, phải có một hành động đấy nào đó để thay đổi cả một cái cộng đồng yêu mến của mình. Tôi không biết cộng đồng của quý vị là gì, có thể là sinh viên, có thể là công chức, có thể là những người làm việc ở trong các ngành giáo dục, các khu công nghiệp. Nhưng mỗi chúng ta đều có một cái cộng đồng mà Chúa đã đặt ngọn lửa ở nơi đó. Hãy nỗ lực để vươn ra, đừng mặc cả với Chúa. Hãy chạy với ngọn lửa mặc dù có khác biệt. Tôi tin là tất cả những điều này, tôi tin là có những điều này khi chúng ta bước ra, nó sẽ cho chúng ta thấy những giá trị và ý nghĩa vô cùng. Tạ ơn Chúa. Tôi kết thúc đây. Sau khi nỗ lực để vươn ra và chợt tìm lại chính mình, thì Chúa lại phán: các ngươi phải đánh mất chính mình. Mãi mới có được chính mình, bây giờ lại Chúa lại bảo là phải đánh mất đi. Câu Kinh Thánh nói là Ngài kêu dân chúng và môn đồ, Ngài phán rằng: nếu ai muốn theo ta thì liều mình vác thập tự giá mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống mình thì sẽ được cứu. Hy vọng là quý vị hiểu điều tôi đang nói. Nỗ lực vươn ra để tìm lại chính mình. Khi tìm được chính mình, Chúa lại kêu gọi chúng ta ở một cấp độ cao hơn, đó là đánh mất chính mình. Hay nói đúng ra, không phải là mất trắng tay, mà là hy sinh nhiều hơn. Và đấy là người hầu việc Chúa, là những người như vậy đấy. Có một sự khác biệt là nếu như bạn lớn hơn mục đích, nếu như bạn lớn hơn mục đích thì nó chỉ là cái nghề. Nhưng nếu mục đích lớn hơn bạn thì đó là một ngọn lửa của sứ mạng. Mục đích của Chúa lớn hơn chúng ta. Mục đích của Chúa là vươn ra ngoài kia vì người hư mất bằng tất cả những gì chúng ta có. Tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều vì Chúa mở mắt để cho những người hầu việc Chúa bằng ngọn lửa, sống với ngọn lửa, tìm được giá trị chân thiện mỹ trong cái cuộc đời của mình. Tôi nghĩ là đã lâu lắm rồi, trên truyền thông thấy hội thánh của chúng ta ít vươn ra, hay là có vươn ra nhưng mà vươn ra một cách hết sức là cô đơn. Vậy hôm nay tôi kêu gọi một tinh thần vươn ra của tất cả mỗi cá nhân, mỗi hội thánh địa phương, nhưng là cả một sự chung sức để chúng ta đúng với chữ liên hiệp truyền giáo. Liên hiệp để vươn ra, liên hiệp lại để khiến một cái cộng đồng mà Chúa đã đặt trong trái tim của mỗi chúng ta được biến đổi. Chúa ban phước và chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Dạ, chúng ta cùng nhau đứng lên trong thời giờ này và mỗi người hãy cầu nguyện. Xin Chúa ban phước, hãy cầu nguyện cho mình. Hãy cầu nguyện để khơi lại ngọn lửa trong lòng mình. Hãy cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta nữa. Ngọn lửa trong lòng của hội thánh chúng ta. Những giá trị mà chúng ta sẽ vươn ra sắp tới sẽ là gì? Xin hãy trả lời trước Chúa. Xin hãy làm cho hội thánh và cá nhân, cuộc sống đức tin của chúng ta phải đầy sống động. Xin đừng yên lặng, xin đừng nhút nhát, xin đừng sợ hãi. Xin hãy mạnh mẽ để nói với Chúa điều mà chúng ta khao khát. Quý vị ơi, Chúa đang hiện diện ở tại nơi đây, tôi biết điều đó là rõ lắm. Và Chúa đang nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Một lời cầu nguyện can đảm nhưng nguy hiểm. Lời cầu nguyện là: Chúa, con muốn dâng chúng con cho Ngài.
anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.